cuộc đời này sớm muộn gì ai cũng đi một lần mà cái khổ nhất của chúng ta là nếu như tạo nghiệp nhiều quá cái ga đi của mình xuống tam đồ thì quá khổ nên mình biết tu, mình phiên nhau cùng niệm Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật đi quý vị. Nên người xưa dạy nè, lại Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta mỗi ngày chiên lễ lại Phật A Di Đà để sám hối. Vì bây giờ thấy cái lợi ích lớn là dụng thờ khóa tu gia đình chưa? Quá đặc biệt. Nhiều nơi người ta không hướng dẫn vô này. Nên số lượng Phật tử có khi trở về nhà đâu có biết tu hành gì quý vị. Bây giờ Mình có một phương pháp tu gia đình Ngồi niệm Phật 20 phút Lễ Phật 45 phút ngồi hướng nghị Thờ khóa sáng tối trong gia đình Mình nó ấm áp vô cùng Ấm áp lắm Chờm sớm nào mà có một người Niệm Phật Là chờm sớm đó cũng có phước Phải nhớ là phước lớn Nên dùng phương pháp Niệm Phật lễ Phật để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sanh Phiên tất cả Nhiều người Cùng nhau niệm Phật Niệm Phật đâu có tốn tiền bạc gì đâu quý vị Niệm Phật đâu có mất chút thời gian gì bao nhiêu đâu Niệm Phật đâu có trở ngại công việc Mà niệm Phật còn có thể an tâm Niệm Phật còn có thể được giải thoát Vì sao không cố gắng chân thật Niệm Phật quý vị không niệm Phật ổn quá. Hôm qua chúng ta có đọc một câu đoạn, dù nói bao nhiêu việc tốt, dù làm bao nhiêu việc tốt, dù làm bao nhiêu cái thiện, vẫn không thể nào bằng công đức niệm Phật. Những người người ta đủ duyên, người ta phát tâm Bồ Tát người ta đi làm. Việc giúp chúng sanh Mình không có làm những việc này Thì mình chẳng thật niệm Phật Thí dụ như người ta thì người ta làm được Còn mình có khi mình lãng được Thì thôi mình Phát tâm mình niệm Phật cầu sanh cực lạc đi Về thế giới cực lạc Mình đầy đủ năng lực Để mà mình giúp đỡ chúng sanh Vì chúng sanh mà niệm Phật giảng sanh Chứ đâu phải rằng là mình muốn về thế giới cực lạc Để mình hưởng cái niềm vui ở thế giới cực lạc Còn ở đây mặc kệ người ta Nếu như mình mà có cái tâm này Mình cũng không giảng sách Phải nhớ Những đức từng nói rất nhiều lần Dù mình có gặp những hoàn cảnh trở ngại gì đi chăng nữa trong cuộc đời này Hãy nắm có vật hiệu quý vị à bất cứ lúc nào chúng ta cũng nên nắm có vật hiệu hay lắm lợi ích lớn lắm nên bao nhiêu phật tử mà họ nêu lên rằng nhờ cái phương pháp tu gia đình niệm phật lễ phật mà chúng con đều dụng công được từ từ gia đình vợ chồng con cháu đều tập trung tu hết quý quá quý vị muốn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp này ngay với môn niệm phật này nè đi đến nằm ngồi niệm phật và muốn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp này chúng ta phải gây dựng tính tâm ngay câu phật hiệu này hôm qua những đứa gặp cái chú này cũng sai gia đình đi tu Mới vô chùa cũng lo niệm Phật siêng năng chú cũng hiền cũng giỏi Ngày xưa ngoài đời Chạy xe Vô chùa tu thì Quen được một cái chú cũng đi vô chùa tu Bởi vì rõ ràng Mỗi một con người Mình có nhân viên với nhau chứ không quý vị Xong rồi chú này cũng chưa thăng với cái chú này Mà chú này ngày xưa ông ngoài đời Ông cũng nhậu nhẹt nghiện ngập Cái chú chạy xe này Ông vô chùa thì tự nhiên sao không có duyên quen với chú này cũng chưa thăng Xong rồi, ở trong chùa thời gian rất bình yên Tự nhiên cái ông mà nghiện rượu kia Ông đi ra chủ khác cũng ở ông này cũng đi theo xong rồi hôm qua các ông chạy xe ông gặp như đức ông à, sám hối rằng khi ông đi mà ông báo cho mình biết tại mấy bữa đó cũng dịch bệnh nhưng đức không có qua những đức mới khuyên chú như đức nói mỗi một người mình phải khéo léo giữ cái quệ mạng cho mình vì con đường này là mỗi một người mình tự phải đi đâu có ai cứu ai được đâu nếu như mình không đứng trên bờ làm sao mình kéo người dưới nước lên được quý vị nếu như bây giờ mình thương người ta mà mình nhảy xuống nước có khi nó quýu nhau rồi nó chìm chết queo luôn nên mình phải biết mình căn tính của mình nó kém cỏi mình chỉ chăng thật khuyên người ta thôi còn chính mình phải gây dựng sự tu hành có nhiều người chúng ta tu không hiểu bạn bè hay người thân cái gì cái tự nhiên mình bỏ tu vậy đó là nghiệp chướng của họ Họ không tu hành làm sao quá giải Mình cũng không phải không có nghiệp chứ Mà vì chưa đến Nên trong cái thời điểm chưa đến này Mình cố gắng niệm Phật Như Đức lo cho các cụ già Như Đức nhìn các cụ Có những cụ khập khển Có những cụ bệnh đau Có những cụ Mình nhìn thấy cái tuổi già khổ quá Tuổi già quá khổ mỗi ngày nuôi cái cụ già, mấy cô trẻ mỗi ngày nuôi cái cụ già, đúng là cuộc đời tuổi trẻ có ý nghĩa, còn nhìn mấy bà già thì thôi, cả đời bây giờ tới tuổi già rồi nhìn thấy, Khù khờ có những cụ thì cũng tỉnh táo, có những cụ thì khỏe mạnh cũng có những cụ bệnh đau. Nên mỗi một người chúng ta lúc còn khỏe này Mỗi người mình phải biết Nuôi dưỡng cái quệ mạng của mình kìa Còn đối với người thân, với bạn bè Mình hết lòng khuyên Chứ nếu như mình dính mắt với họ là mình thất bại Thí dụ như kẻ sáng đi con đường sáng Dẫn dắt người đi con đường tối bước qua ánh sáng chứ làm gì có cái chuyện người sáng mà đi theo người tối giảm mình từ khi là mình có bản lãnh dù là đi trong con đường nhiều trong gai nhưng mà mình vẫn luôn luôn giữ được cái tâm tu đạo cầu giải thoát mình không bao giờ bị dao động tâm nhưng mà mình giúp người mình phan duyên là thấy mình tối tâm rồi Phải nhớ Mình hết lòng giúp đỡ nhưng mà Trong đó phải có cái câu tùy duyên Mình phải nuôi cái huệ mạng mình Mình phải lo tu cho thật tốt Đó mới là Trí tuệ Có trí tuệ rồi Thì mới phát cái tâm từ bi phù hợp nếu như mình không có trí tuệ Có khi mình từ bi mà có quả hại Tại vì mình không có góc độ nhận thức Nên phàm phu của mình Có khi làm đúng cũng thành sai Còn chư Phật Bồ Tát Thì nhìn cái cảnh tình làm sai nhưng mà đúng Vì các ngài nắm rõ trong lòng bàn tay Nhìn nhận sự việc sâu sắc nên tất cả hàng Phật tử phải cố gắng giữ cái huệ mạng của mình Lo siêng năng mà niệm Phật Kiếp nạn ập đến Mỗi một con người Nếu dính vào trong Cái thời cuộc kiếp nạn thì phải chịu thôi Phật Bồ Tát chỉ đem Phật Pháp chỉ dạy Chứ đâu có bao giờ mà Dùng thần thông hay dùng sức mạnh gì Mà kéo họ ra đâu quý vị chỉ là hướng họ phương hướng tu hành giải thoát vậy thôi từ nơi đó mỗi một người chúng ta phải biết chân quý phật pháp và mỗi ngày phải siêng năng niệm phật dù đời này mình chưa cứu được thân bằng quyến thuộc mình nhưng mà mình về cực lạc thì mình có khả năng để mình cứu độ họ phải nhớ người tu tịnh độ phải lấy niệm phật làm chính nên công đoạn này mới yêu lên rằng là phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành hạnh chính và hạnh phụ gồm tú nội công là hạnh chánh đó là niệm phật lễ phật niệm phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm niệm một câu thánh hiệu ai di đà phật dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu tham sân si từ vô thị kiếp đến nay nên chư tổ sư dạy rất là hay cái người niệm phật chúng ta dù vọng niệm có đến nhiều cỡ nào đi chăng nữa chúng ta cứ đừng quan tâm cứ là quan tâm câu Phật hiệu phải nhớ rằng mình niệm phật mình cũng không có niệm niệm rằng là tiêu trừ nghiệp trước mình chỉ cần niệm phật niệm vạn đức hồng danh ai Di đà phật thôi thì tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ chỉ cần nhớ phật niệm phật thì nghiệp tiêu còn quên phật thì nghiệp tăng từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nên trân quý cái môn niệm phật mà đây là chánh hạnh là ngay câu phật hiệu bổ nguyện tiếp dẫn chúng sanh nên gọi là chánh hạnh Còn trợ duyên là lúc chúng ta sống trong cuộc đời này Thí dụ những gì mình làm được Mà mình vẫn niệm Phật được Không có trở ngại gì Mình rất là an lạc Như vậy thì Đây là quý vị phải chân thật phát tâm Tu hành phụ Còn nếu như hạnh phụ Nhiều thứ trở ngại Tu hành không được Thì chúng ta chân thật Phát tâm dụng công Ngay cái hành chính đó là niệm Phật lễ Phật làm chính Tại vì cái làm việc của chúng sanh mỗi một con người có duyên khác nhau Chứ đâu phải ai cũng là đi làm việc Cái chúng sanh được đâu quý vị Cái phục vụ chúng sanh phải có chữ nhẫn Có khi mình chở nguyên xe rau đến Cho người ta mà có khi Có kẻ thì vui, có kẻ thì nhúng về Có không? Có chứ Nhưng mà mình đã phát tâm Bồ Tát thì chân thật phát tâm Những người đó người ta không hiểu, mình nhìn thấy người ta tội nghiệp Chứ mình đi chấp hờ người ta làm gì Chấp hờ người than quán Là sanh thêm phiền não nghiệp chướng Khoan dung mà tha thứ Là nghiệp chướng tiêu trừ Nên có vật hiệu này hay lắm quý vị à Có vật hiệu này có thể giải quyết Tất cả những vấn đề khổ đau trong cuộc đời Chúng ta vô lượng kiếp trầm lưng Có thể giải quyết được Vì sao chúng ta không chân thật niệm Phật không chân thật niệm Phật là một chỗ thiếu thốn lớn vô cùng phải nhớ phải siêng năng mới được hàng Phật tử bây giờ khắp nơi nơi họ dùng đa dạng phương tiện để rủ người niệm Phật trong thời điểm này mấy bữa trước những đức tưởng đâu là máy nghe pháp chùa mình là gỡ đi không được nhưng hôm qua bưu điện đã thông báo là gỡ được trong thời điểm này mà tặng cho người ta chiếc máy nghe pháp cái khả năng mà để người ta nghe là rất cao gọi là nhân duyên chính mùi đến rồi đó nên chân thật mà giúp hỏi vậy chỗ lợi ích này lớn vô cùng dù cho cúng dường hằng hà sa thánh không bằng kiên vọng cầu chánh giác niệm phật là cầu chánh giác đó quý vị khuyên người ta niệm phật là đang khuyên người ta cầu chánh giác phiên người ta niệm phật là đang phiên người ta giải quyết vấn đề khổ đau của vô lượng kiếp phiên người ta niệm phật là đang phiên người ta vui vẻ trả món nợ đời này và người mỗi ngày niệm phật là người sáng suốt trí tuệ nhìn nhận rõ ràng sự việc trong cuộc đời này không ngoài hai chữ nhân quả phải nhớ siêng năng mà niệm phật người trẻ người già người gần chết gì cũng phải chân thật siêng năng niệm phật cứ là một câu phật hiệu này ai cười kệ người ta mình đi đứng nằm ngồi cứ ai với đào phật ai với đào phật ai với đào phật chân thật mà niệm phật thôi cứ nhiệt tình như vậy thôi thì cái lợi ích này quý vị biết rằng lớn lắm lợi ích này rất là lớn nhớ chánh chợ với rõ ràng một câu phật hiệu này là chánh hạnh giải thoát Còn tất cả những cái việc chúng ta đủ duyên giúp người Đó là trợ duyên nên chúng ta không có đặt vấn đề quá nặng nề Mà nên đặt cái vấn đề chánh hạnh niệm Phật hồi sanh cực lạc làm chính Nhấn mạnh chỗ này mấy lần quý vị Để cái tâm của mình kiên cố tâm niệm Phật không bị dao động tâm Cuộc đời này mà mình dao động tâm thì ủ quá Đối với pháp môn tịnh độ Vậy mà có những người tu pháp môn tịnh độ Tu giữa chừng bỏ cuộc Rõ ràng trong kinh giáo Đức Thế Tôn nó nêu Người không đủ thiện căn phước báo nhân viên Không tin pháp môn Tịnh độ này Nên ban đầu họ đủ duyên họ gặp Nhưng họ tu một thời gian họ bỏ cuộc Vì sao? Vì họ không có hương vị Thì mình biết họ là chưa đủ duyên Mình đi phán duyên trí Phật Pháp là một cái Cổ báo vô giá Bây giờ chúng ta đem chia cho họ Họ bắt cặn Thì chúng ta cứ chờ đợi Nhân viên đến Đừng nên phiền não hoặc là buồn chán Khi mình chưa giúp được họ. Chúng ta nên chăng thật tùy duyên. Có cái tâm giúp đỡ khi đủ duyên nhất định không bỏ. Chỉ cần có cái tâm gì là tuyệt vời nhất. Hôm qua những đức hướng dẫn đại chúng như đức nêu lên rằng trong thời điểm dịch bệnh này tất cả người trong chùa chỉ cần chân thật lo niệm Phật Không có nói về cái việc khổ gì mà Đang cần tiền bạc gì để họ bận tâm Vì sao? Thà mình chịu khó, chịu lo một mình mình Chứ mình đem mình đưa cho đại chúng gì, chi để cho nhiều người bất an Họ bất an rồi nó cũng có lợi ích gì Cho mình cho họ Nên cái việc mỗi một gia đình lo sợ dịch bệnh thì cái người chủ gia đình đó phải có cái trách nhiệm là mình phải làm sao cho họ được an tâm đây mới là chỗ bậc trí nên làm chứ không phải là mình đi than thở than vang sắp hết gạo sắp hết tiền cái việc này mình là chủ gia đình mình phải lo còn cái việc các con các cháu mà mình đi nêu cái việc này lên thì có khi nó lo âu nó sợ hãi nó thành cái bệnh hoạn còn đáng sợ hơn nhiều nên mình học Phật mình phải tin Nhân tin quả Đừng nên tùy tiện quý vị Phải nhớ Những buổi học tập này rất là xác thực Và phiên chúng ta chân thật niệm Phật Gây dựng tính nguyện kiên cố niệm Phật Để đời này được sanh về thế giới cực lạc Nếu như mình nhiệt tình Mình giúp nhiều người giải sanh về cực lạc Cuối cuộc đời mình chắc chắn rằng Những người này không quên mình đâu Nhất định sẽ mời thỉnh Đức Phật a Di Đà đến thế gian Để tiếp dẫn những người bạn của con đã từng giúp cho con niệm Phật giảng sanh Nên có cái tâm chân thật giúp người niệm Phật giảng sanh Thì chắc chắn rằng cuối cuộc đời Người ta sẽ giúp mình niệm Phật giảng sanh Mỗi một người học Phật chúng ta chỉ cần mang cái tâm Từ bi tha thứ Từ là ban vui Bi là cứu khổ Không buồn dặn ai để trong tâm mang cái tâm này là cái tâm quá giải kiếp nạn, chứ đừng có mang cái tâm quỷ diệt phải nhớ. Nên hàng Phật tử khắp nơi nên dùng nhiều phương tiện để vị rủ người ta khắp nơi cùng nhau lại Bồ Tát quán thế âm. À, có những vị ở trên mạng cũng rủ rất là nhiều người lại quý vị ở nhà mà lại hết năm trong danh hiệu bồ tát quán thế âm thì cái tâm này phát lên quá mạnh chắc chắn là có cảm ứng đi đến chùa với đại chúng rất là đông quý vị lễ Còn cái này ở nhà Mà có một mình mình hoặc hai người mà mình lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Thì cái tâm quyết này Quá mạnh và quá thật lòng Nhất định khi lại Quý vị sẽ có những cái cảm ứng tuyệt vời lắm quý vị. Nên chân thật phát tâm đi Thờ thế nhiều kiếp nạn Nhìn vào cái cảnh Kiếp nạn nhân sinh dãy đầy Đủ loại kiếp nạn xảy đến Quý vị ngoài đời coi Thời sự quý vị thấy Hiện tại bây giờ có một số địa phương rau củ quả mà không có ăn hồi tối những đức à, coi mấy công đoạn mà phật tử người ta đi tặng rau mà không đủ và người ta đi lụm mấy cái củ hư mấy cái cải úng mà người ta lụm đem về người ta cắt gọt ra cái nào còn được ăn thì người ta ăn Mình nhìn thấy cái cảnh này Có khi dịch bệnh Chưa đến lúc kết thúc chúng ta thì Những cái việc khác có khi nó kết thúc mình Nên người học Phật Mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà mình nhìn cái cảnh khổ của thế gian này Giống như trong kinh giáo Phật nêu lên Ta bà khổ khổ không thể nào nói hết Thế giới cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn Một bên là khổ cùng cực Hình như Nhìn thấy cái gì cũng là khổ Nhờ may mắn là mình biết niệm Phật Mình biết tu hành cầu giải thoát Nên sống trong cái khổ mà có phương hướng Nên mình mỗi ngày còn có được nụ cười Có được sự an tâm nếu như mình mà không gặp Phật Pháp thì quý vị coi Cuộc đời của người mình giống như bị bế tắc Giống như mỗi ngày sống Thôi thớp sống Giống như con cá mà Hết oxy mà nó Thở thơm thớp Cái cảnh tình này thảm thương quá Phải nhớ Nên mỗi một vị Phật tử nên chân thật mà phát tâm Niệm Phật cầu sanh cực lạc Quý vị coi có khi Cái lúc bình thường Nhiều người gia đình giàu sang Rồi cũng nhiều đứa trẻ nhỏ nít Ăn uống Dư vứt bỏ Bỏ đồ ăn thức uống tùy tiện Bây giờ có khi Cộng rau không có mà ăn nên người xưa nói rằng hưởng phước bất khả hưởng tặng Hưởng tặng phước rồi Đi ăn mài cũng không ai cho Nên mình phải dạy con cháu của mình Gia đình có củ cải Đầy đủ mình dùng mình phải biết chia cho người khác nên trong thời điểm này mà nhiều vị phát tâm đi mua rau để mà tặng cho một số nơi mà đang gặp cái khó khăn quý vị giúp đây là giúp ngặt đó quý vị cái tâm đó là phát tâm bồ tát có khi Chạy những cái xe rau từ phương xa Chở đến nơi mà để tặng Một nắm rau bây giờ Nó còn quý hơn lúc bình thường là một bó rau Dài ba cái trái Củ quả bây giờ nó còn quý hơn lúc trước Một thúng Từ nơi đó mà có rất nhiều vị phát tâm Bồ Tát đi chở rau củ quả để cung cấp giúp đỡ cho những vị trí bị cách ly mà đang gặp sự khó khăn cũng đông người lắm mấy vị hồi tối những đứa coi mấy công đoạn thảm quá mình may mắn là mình biết có môn tịnh độ biết niệm phật Chứ nếu như mình mà không biết niệm phật thì cái tâm trạng lo âu sợ hãi này đáng sợ vô cùng chính mình dọa mình không cũng sợ gần chết nên mỗi ngày chúng ta nhắc nhở nhau để an tâm nhau cùng nhau tu hành niệm phật không có việc gì lớn lao bằng mỗi ngày niệm phật cầu sanh cực lạc đó quý vị vì một câu phật hiệu này quá thù thắng thù thắng đến mức mà mười phương chư phật dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán tán thán bổn nguyện của di đà tán thán thế giới cực lạc vì sao gọi là thế giới cực lạc đây là một quốc độ cực kỳ vui sướng cực kỳ hoàn hảo không có một chút xíu ô nhiễm hay là một lời nói về khổ đau nên trong kinh giáo đức phật nêu lên rằng tiếng khổ còn không nghe không chi là có khổ nên mới gọi là cực lạc Và tất cả mọi người đều thương yêu giúp đỡ nhau nên gọi là cực lạc một hoàn cảnh viên mãn đầy đủ của cải vật chất không có sự tranh giành hơn thua nên gọi là cực lạc một quốc độ không bị già, không bị bệnh, không bị chết Nên gọi là cực lạc Năng lực, thần thông, diệu dụng Chỉ một niệm đi cúng dường mười phương chư Phật Và có thể thị hiện đến những Thế giới không có Phật Để hóa độ chúng sanh Năng lực vô cùng viên mãn như vậy Nên gọi là thế giới cực lạc Kể không hết nổi nên gọi là không thể nghĩ bàn Vì sao chúng ta Phát nguyện mạnh mẽ Sanh về thế giới cực lạc Vì một quốc độ quá hoàn hảo Một trường học Vô cùng viên mãn Nên Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh Không giảng thiết nghe nói rằng Chúng ta nghe Pháp ở cái cõi này Trăm năm Cũng không bằng Chúng ta nghe Đức Phật A Di Đà Thiết Pháp Một tiếng đồng hồ Đức Phật A Di Đà Ngài Thiết Pháp Là Thiết Tổng Trì Tất cả những căn tính khi được nghe đều là sanh tâm quan hỷ giải thoát và chứng quả nên lời pháp của ngài giảng gọi là tổng trì bất cứ một căn tính nào nghe cũng đều được lợi ích vô cùng là lớn lao nhưng mỗi ngày chúng ta ở thế giới cực lạc đều nghe đức phật a di đà thuyết pháp và bạn đồng tu là bậc thượng thiện chứ đại bồ tát một quốc độ quá tuyệt vời một quốc độ vô cùng viên mạng chúng ta nghe lời phô diễn từ trong kinh giáo chính kim khẩu đức thế tôn giới thiệu mình tin một trăm khỏi cần nghi Vì mười phương chư Phật Đều tán tháng quốc độ cực lạc Nên bốn mươi tám lời nguyện, có một lời nguyện rằng Khi Đức Phật Ai Di Đà thành Phật Nếu như Có một vị Phật nào mà ở tại cái quốc độ của các ngài mà không tán thán thế giới cực lạc hoặc là tán thán bổ nguyện của di đà thì ngài sẽ không thành phật bổ nguyện thù thắng tiếp dẫn chúng sanh vô điều kiện niệm niệm đều là lợi ích cho tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới Người này đi đứng nằm ngồi nhớ Phật niệm Phật Nhất định giảng sanh Một câu Phật hiệu này Là thuyền Một câu Phật hiệu này là mặt Một câu Phật hiệu này là giáo Và một câu Phật hiệu này là giới định huệ Phải chăng thật kiên nhẫn niệm tới cùng. Niệm từ lúc thô sơ là từ khi mới phát tâm niệm, niệm cho đến khi thuần thục, tập thành thói quen niệm Phật. Niệm Phật là phương pháp an tâm, hữu hiệu nhất Phải nhớ Nên ngày nào chúng ta cũng tán tháng phong mong tịnh độ. Càng tán tháng thì càng an tâm Càng vui vẻ Và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi Dù chúng ta Thời điểm này đang sống trong Thời điểm mà Nhiều kiếp nạn Nhưng nhờ mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật Nương một bộ nguyện phát nguyện Cầu sanh cực lạc nên quý vị có được sự an tâm Nếu như quý vị bỏ con vật hiệu Thì sự bất an này Sẽ trồng chắc trồng chắc thêm sự bất an Sống còn khổ đau hơn là chết Nhờ mỗi ngày chúng ta nghe với môn tịnh độ Chúng ta có một phương hướng đi về Chúng ta được niệm Phật Chúng ta cảm thấy mình vui sướng khi Mình có thân người này mà gặp Phật Pháp Gặp ngay Pháp môn niệm Phật Pháp môn mà Được mười phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài tán tháng Pháp môn mà có thể một đời này tu Một đời này được giải thoát Đây đúng là đại sự nhân duyên Nhân duyên chính mùi của đời này chúng ta giải quyết xong vấn đề sinh tử nên phải quyết tâm cố gắng mới được quý vị phải nhớ thế giới cực lạc không có một cái sự hơn thua đấu đá không có một chút gì ô nhiễm tất cả con người sống ở thế giới cực lạc toàn là thượng thiện quý vị nghĩ sự tốt đẹp cỡ nào Vật chất vô cùng đầy đủ phong phú Tất cả chăn báo Củ quý đều đầy đủ Viên mãn Tất cả những cái thứ gì quý báo Ở mười phương khắp pháp giới Thì ở thế giới cực lạc đều có viên mãn hết Nên không có sự hơn thua đấu đá tranh giành Còn quý vị coi ở cái cõi này Chúng ta đeo cọng dây chuyền đeo chiếc nhẫn đi ra ngoài đường cũng sợ Mình có con cháu Có khi đeo vàng bạc cho nó có chừng nó bị giết Hoặc là mình có củ cải mình sợ người ta cại tủ lấy Có khi trong thời điểm này Khó khăn mới nói câu là bằng cùng sanh đạo thật Có ngôi chùa bên kia Hôm qua có vị thầy nói rằng bận đêm cại cửa lên cái cửa họ dở lên cửa sắt mà kiểu mà mình à, gắn vào rồi xong rồi họ tóc dở ngược lên xong vô lấy chiếc xem đà quá khổ quá thiếu thốn cái ăn cái bận cuộc sống vật chất thiếu thốn nên cái quốc độ mình đang ở đây phước duyên bất đồng cũng như bàn tay ở thế giới cực lạc thân tướng mỗi một chúng sanh bình đẳng giống nhau không khác gì đức phật a di đà vì sao hình vẽ về tam thánh thì phật ấy đà bự nhất rồi tới bồ tát rồi hàng thánh chúng nhỏ 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 lại vì sao vì tâm con người chúng ta ở cõi này không có bình đẳng nên cái hình vẽ đó cũng vậy và cái tâm niệm của chúng ta nó cũng không bình đẳng Viên mãn Nên nhìn ra Cái hình tướng Thì cũng là như vậy Mới gọi là tướng do tâm sanh Nên chư Phật Bồ Tát thị hiện Là niệm niệm gì chúng sanh Ý niệm của chúng sanh như thế nào Thì chư Phật Bồ Tát sẽ thị hiện giống như vậy Chứ thật sự thì ở thế giới cực lạc vô cùng viên mãn không có việc người này bự người kia nhỏ người này đẹp người kia xấu vì thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng không có sự hơn thua đấu đá nên mới gọi là cực lạc an vui còn ở cõi này quý vị coi bao nhiêu sự khổ đau và con người sống được mấy chục năm thì già bệnh và chết tớ có những người chưa già mà đã bệnh thì bị coi trong thời điểm dịch bệnh dễ đại nếu như chúng ta không nghe vọc pháp mỗi ngày vậy thì sự bất an này chồng thêm sự bất an cứ mỗi ngày nghe bao nhiêu sự bất an đều là nghe bao nhiêu sự bất an hôm qua có một cô kia cổ mang thai ở xa cô nhắn tin cô nêu lên rằng thời điểm này cô có mang thai nhưng đi khám định kỳ rồi rất khó khăn cô rất là lo sợ vì phụ nữ mang thai có khả năng nhiễm bệnh rất là cao sức đề kháng của họ sẽ yếu ạ cô lo âu những đức chia sẻ với cô và cho tất cả những người phụ nữ khi mình mang thai đừng nên lo cái lo cái sợ là ngay chỗ làm cho sức đề kháng của mình bị giảm và cái bình yên an tâm niệm phật là giúp cho sức đề kháng mình mạnh và khả năng miễn dịch vô cùng cao. Nhớ, tất cả những sự lo âu bất an không giải quyết được vấn đề mà tất cả những sự lo âu bất an sẽ làm cho chúng ta có khả năng nhiễm bệnh rất cao. Phải nhớ đó. Nên tất cả những người nghe Phật pháp phải nhớ rằng chúng ta nghe được định lực nhân quả Chúng ta tin vào số mệnh của mỗi một con người Nếu bạn không từng gieo nhân xấu Làm sao bạn gặp quả báo xấu Phải nhớ Nên yên tâm mà niệm Phật Dù ở bất cứ nơi nào chân thật cố gắng niệm Phật Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật Cái sự hỗ trợ Khi mình không phải ở trong đạo tràng tu như vậy Ví dụ như tất cả những người trong đạo tràng niệm Phật của chúng ta Họ được sự hỗ trợ vô cùng là lớn lao Còn chúng ta ở ngoài xã hội Nghe bao nhiêu sự việc áp đặt Làm mình sợ hãi, bất an Nên quý vị cần mỗi ngày Chúng ta chia sẻ hai thờ Để nhắc nhở mình Buổi sáng học tập Khoảng 8 giờ là Chúng ta đưa buổi chia sẻ này lên trên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Mình mỗi ngày được bổ túc xác thực Và cùng học tập tu hành Để gây dựng được tính nguyện tính tâm Tính nguyện tính tâm Mà gây dựng được chắc chắn Thì chỗ an tâm nhất định sẽ có Vì sao? Vì mình biết được rằng Sống trong cái cuộc đời này Chúng ta mỗi người Có ai mà tồn tại mãi đâu Cái việc bệnh và chết Cái việc này là cái việc vô cùng tự nhiên Ở trên cái cuộc đời này Nên chúng ta phải bình tĩnh Phải tự an tâm mình Học Pháp Là chỉ cho chúng ta Tự đốt đút mà đi Con đường này phải tự mình đi quý vị à Phải nhớ phải tự mình đi Quý vị Tự biết bổ túc cái tâm nhớ Phật niệm Phật là mình biết thương mình thì mình mới biết thương người khác. Phải nhớ đó. Nên có những cô những chú trong thời điểm này đủ nhân viên phát tâm ăn chay trường luôn. Lúc trước tới giờ biết tu nhưng chưa ăn chay trường được bây giờ phát tâm ăn chay trường luôn trong thời điểm này mạnh dạng lên quyết tâm không có ăn thịt chúng sanh nữa mấy chục cháu ở trong chùa kiểm từ các cháu là rõ ràng nhất làm gì cái việc ăn chay thiếu chất dinh dưỡng cháu nào vô đây thời gian ngắn thôi mà cháu nào cũng lên ký mặt mày sáng sủa lanh lẹ nhảy bén vui vẻ đặc biệt vô cùng nhìn từ chỗ này chính các giáo cũng nhận thức được cái việc ăn chay không phải thiếu chất dinh dưỡng và nó rõ ràng ra con người chúng ta ăn chay là đúng nguyên lý từ nơi đó nếu hiểu được Phật pháp phát tâm chân thật ăn chay trường luôn Còn có những người mà muốn phát tâm vô chùa ở thường trụ luôn. Một số người trẻ như có hai anh em sanh đôi. Đúng ra trong thời điểm này đủ duyên. Đến chùa miêm mặt niệm Phật. Để gây dựng rèn luyện mình. Những đứa hôm qua ngồi nói chuyện Với mấy anh em trong chùa như Đức nói một câu Mình đã phát tâm tu hành Thì phải phát tâm cho mạnh mẽ Quyết chí Đi trên con đường này Con đường này là tuyệt vời nhất rồi Nên chăng thật mà phát tâm Có những chú Ở trong chùa mình thấy rằng mình ngoài đời mình làm được gì đâu Tạo dựng một gia đình vô cùng là khó khăn Nhưng mình đi vô đây mình cùng chung tay với nhau Để phục vụ tất cả chúng sanh Hoặc là những cô mình thấy ngoài đời mình làm gì Tạo dựng một gia đình cuối cùng thì sanh con đẻ cái khổ cả đời Bây giờ mình cùng chung tay phục vụ chúng sanh Nuôi người già khuyên người tu hành Có cơ hội để phục vụ tất cả chúng sanh Việc này vô cùng là quan trọng đã đủ nhân viên mà không mạnh dạng phát tâm, còn lơ là. Có những người con cái lớn hết, duyên đi tu đủ rồi, không có ai ràng buộc lôi kéo hết, nhưng chính mình không phát tâm, nên những người này dù là ở trong chùa có thời gian lâu đi chăng nữa, từ từ rồi nhân viên họ sẽ giảm bớt đi. Vì sao? quý vị phải nhớ rằng chúng ta có cơ hội phải nắm bắt, phải mạnh mẽ quyết tâm không có lề mề được Chúng ta lề mề đã vô lượng kiếp rồi Lừng chừng Nên có những chú những đức thấy trong chùa Cũng rất coi, coi được Và cũng có thể tu được Vậy mà đi tu Đâu gai lôi kéo đâu vậy mà không mạnh dạn phát tâm Do chính bản thân mình Không nhìn thấu được cái cuộc đời này Quý vị nhìn cái cuộc đời này Bao nhiêu sự kiếp nạn khổ đau và hàng Phật tử ngoài đời vì nhìn cái cõi đời này có cái gì chúng ta lưu liếng Thì nhìn đi Có những người cả đời khổ đau vô cùng Làm vợ làm chồng cả đời nhìn lại khoảng đời đã đi qua Được cái gì quý vị Nên hồi tối ngồi nói chuyện Với mấy chú Cũng còn trẻ những đứa nó đi vô đây cộng tu Về Khi ngồi nói chuyện với Vợ nhà Anh vô chùa anh tu anh thấy Phật Pháp tuyệt vời quá Em có thể hộ gì cho anh Nuôi con đi để anh Cạo đầu tu phức cho rồi Nó vui vui với mấy anh Có một anh hỏi lại Nếu vợ mình đồng ý Thì mình phải làm sao thầy Những đức nói thì cơ hội đó Tiến luôn Vì nó kêu giao của cải cho nó hết Rồi sao thầy Những đức nói Cái cụ cải này là cái nguồn gốc của khổ đau Có cơ hội Nếu chân thật phát tâm đi tu Buông sạch nó Có người giữ giùm tốt giống như chùa mình cũng có ông thầy thầy những ngôn lúc trước ông ngoài đời ông tích cực ông sống ông làm việc đồ làm ăn đồ tạo dựng một gia đình các nhà cửa của cải mỗi đứa con có vợ có chồng chia của cải đàng hoàng khi ông phát tâm đi tu người vợ hộ trì vui lòng cho ông đi ông giao hết của cải Sắp lại cho bà rõ ràng vậy thì việc này đã viên mãn rồi việc này mình đã giải quyết xong rồi vì sao vì tôi đi hai bàn tay trắng cái việc về sau về được mắt của gia đình việc này tôi không còn dính dáng nữa vì sao tôi tạo dựng ra và tôi để lại tất cả nếu mấy người sống đàng hoàng thì mấy người được lợi ích Nếu mấy người sống bê tha không đàng hoàng thì mấy người gán chịu Chứ tôi có cầm theo các bạc nào đem đi theo đâu Hôm qua ngồi với mấy anh em nói chuyện vui vui chơi Nêu lên gì Nói xong rồi những đức nói Thôi còn trẻ Có vợ Có con thì tu tại gia. Chân thật tu tại gia sống cho thật hạnh phúc tốt đẹp. Sau này lớn tuổi đủ duyên thì tính sao? Nhưng đừng có lao theo vật chất. Đừng có để vật chất buộc ràng. Ngày xưa mình chưa có tu hành thì bị vật chất buộc ràng. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi. Đối với vật chất không có nặng nề. Vậy thì con người mình mới tự tại an vui Phải nhớ Còn những người chưa có gia đình gì hết Mà phát tâm đi tu là quá đủ duyên đặc biệt rồi. Cha mẹ mình Sanh mình nuôi mình khôn lớn Mình báo hiếu bằng cách Mà mình ở trong ngôi tam bảo mình tu hành nhiệt tình phục vụ chúng sanh và tương lai phục vụ cha mẹ Khi đủ duyên Việc này vô cùng viên mãn nên đại sư liên trì người nói rằng giúp cho cha mẹ niệm phật ăn chay tu hành cầu sanh cực lạc đây là báo hiếu lớn nhất của bộ phận làm con quý vị đang niệm phật đang phục vụ người niệm phật đang tu hành cầu sanh cực lạc là quý vị đang hướng dẫn cha mẹ mình niệm phật ăn chay tu hành cầu sanh cực lạc đó phải nhớ nếu như mình mà không mạnh dạng Đi thẳng trên con đường này Thì lề mề biết chừng nào Độ được người thân Cái nghiệp của họ cực kỳ nặng Họ chưa quay đầu Nhưng đến một ngày nào họ gặp sự cố Họ sẽ có chỗ quay đầu Và có chỗ nương tựa chính mình Còn bây giờ chưa có gì Họ chưa đâu Nên mình phải tạo dựng con đường đi này của mình cho chắc chắn Còn nếu như mình lề mề lề mề lề mề Đeo đẳng theo họ thì hết cuộc đời này quý vị cũng là uổng công vô ích. Có những người đã gặp Phật pháp rồi, chính Phật pháp đã cứu cuộc đời mình mà mình còn chưa nhận thức. Có những người lúc mới vô chùa bệnh đau, ốm ho, gầy mòn, dù ngoài đời chỉ bệnh cỡ nào cũng không hết, nhưng nhờ tu hành mà hết bệnh, vui vẻ, mà còn không biết Phật pháp là chỗ thù thắng. Nhưng khi nguôi nguôi rồi là bắt đầu muốn nhào về. Đây là cái căn bệnh của phàm phu nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Việc này bình thường nha quý vị Vì nhân viên chưa đủ Biết chừng nào họ đủ Nếu qua cuộc đời này họ không giảng sanh Thì trải dài vô lượng kiếp Trong thời gian vô lượng kiếp đó Họ phải chịu bao nhiêu sự khổ đau Ở trong cái cảnh ngộ của Tam Đồ Đáng sợ lắm Thật sự Nếu người mà Muốn bổ túc tăng thượng viên Nhất là những ngôi Tam Bảo như vậy tu hành và phục vụ chúng sanh đây là chỗ giúp cho mình tăng thượng duyên mau nhất không thể có chỗ nào bằng ngoài xã hội bị có làm cỡ nào cũng không bằng vì ở đây là đoàn thể nên trong kinh giáo phật mới nêu là đức chúng như biển cảm mênh mong chỗ này là chỗ giúp cho mình tăng thượng duyên nhanh nhất thí dụ như các cháu nít đi vô chùa ở đây là chỗ giúp cho các con tăng thượng duyên nhanh nhất những người cộng tu vô đây trong dịp này mà ở đây tu được đây là điểm giúp cho quý vị tăng thượng duyên phước duyên thù thắng nhanh nhất nên quý vị coi phải tướng do tâm sanh không xác diện quý vị sáng sủa vô đây vui vẻ mập mạp là gì vì tăng thượng duyên con người khi phước tăng thì tướng tá cũng thay đổi tốt đẹp nên một người có âm đức tu hành ở đâu thì tức khắc Hoàn cảnh ở nơi đó xấu cũng trở thành tốt Nguyên lý là như vậy Từ nơi đó khi mình phát tâm tu là phải mạnh mẽ Phải chặt đứt được cái sợi dây ái nhiễm kìa Mình mới tiến thẳng con đường giải thoát này Và mới giúp người thân mình được Còn nếu sợi dây ái nhiễm mà mình cứ lê rê Thì đờ đờ kiếp kiếp Mình bị nó buộc ràng Và mình cùng với người thân mình cũng là mù quáng. Đời này là thăng bằng quyến thuộc qua một đời đời sau là kẻ thù cũng không biết mặt nhau Đây gọi là hướng đến con đường mù mờ tối tăm Không chịu mạnh dạng đi con đường sáng suốt Để rồi mình mới giúp đỡ được thăng bằng quyến thuộc của mình Hướng đến chỗ sáng suốt giải thoát Nên người mà phát tâm đi tu mà nghe được như vậy Quý vị mới mạnh dạng đi con đường này Thí dụ như những người làm cha làm mẹ Có đứa con đi tu thì còn đứa con Có khi đứa con ngoài đời Có khi mình mất đứa con Đứa con này có khi nó thiếu đạo đức Có khi nó đi có chồng thì quên cha quên mẹ Có khi nó đi có vợ thì quên cha quên mẹ Mà có khi có vợ có chồng rồi Anh em lại đấu đá giành giật của cãi nhau nữa chứ Vì coi xã hội nhiều không Quá nhiều Nhưng đứa con đi tu Nó không làm phiền bao nhiêu gì cha mẹ Mà có khi cha mẹ buồn khổ bế tắc nhất lại nương vào đâu Nương vào đứa con đi tu Chưa nương là vì sao Vì chưa viên đến Họ chưa đến nổi Mà khổ đau cùng cực Nên họ chưa tìm đến đâu Phần nhiều con người ta đến khổ đau cùng cực Thì mới ôm chân Phật Quý vị coi phải không Lúc sung sướng an vui thì có khi quên Phật Nên lúc bệnh đau cùng cực đồ này kia đồ Sự cố không còn đường đi Thì bắt đầu ôm chân Phật Nhưng khi còn con đường thì bắt đầu họ chạy ra nên vô lượng kiếp cuộc đời con người chúng ta Không được giảng sanh là do cái tâm này mà ra Nên chúng ta tu hành phải nhờ chia sẻ như vậy Để tăng thượng duyên Để giúp cho mình tăng tính tâm tính nguyện Quyết tâm đi con đường này Vì con đường này tuyệt rồi Không còn con đường nào hơn con đường này Mười mấy năm ngoài đời như Đức hiểu rồi Bao nhiêu cái cuộc chơi cuối cùng Chỉ là con số không mà tạo thêm cái nghiệp lớn Học Phật mười mấy năm nay mới thấy cái ý nghĩa trong cuộc đời Dù mình chưa hoàn toàn trở thành con người Không làm sai Nhưng cũng hướng cái tâm đến chỗ tốt nhiều Nên mỗi ngày được sự an lạc Và cũng niệm niệm muốn làm lợi ích cho mọi người Chứ ngày xưa phần nhiều muốn lợi ích cho mình Ít nghĩ đến người khác Từ nơi đó những đức thấy rằng rõ ràng Phật Pháp cứu cuộc đời mình Nên tất cả mọi người ở trong cái cuộc đời này Chúng ta nghe được Phật pháp phải biết chân quý, nhất là pháp môn niệm Phật này là pháp đại thù thắng. Cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này và cứu gấp nhất cho chúng sanh trong thời mạt pháp này. Dù có người này tạo nghiệp nặng nề cỡ nào, chỉ cần nghe pháp môn niệm Phật chân thật đi đứng nằm ngồi, từ hôm nay niệm Phật cầu sanh cực lạc, phát cái tâm này cho mạnh, mỗi ngày được bổ túc, người này khi mệnh chung, nhất định Đức Phật A Đà cũng đến tiếp dẫn. thông báo cho quý vị biết là Tuy trong thời điểm dịch bệnh Nhưng Bưu điện Vẫn là chuyển được máy nghe Pháp Máy niệm Phật đi khắp nơi nào được Không có vấn đề Chỗ này là chỗ đặc biệt Trong thời điểm này mà nghe máy nghe Pháp Máy niệm Phật Đèn bông sen truyền thải khắp nơi Sự lợi ích này vô cùng lớn Có khi trong thời điểm này người ta lại chịu nghe Pháp này ở nhà rảnh rỗi chịu nghe pháp nên những người trong gia đình quý vị biết Phật pháp chưa độ được người thân Vì cầm chiếc máy nghe pháp những đức chia sẻ quý vị đừng có kêu họ nghe mà quý vị nghe bị bắt vừa vừa quý vị biết rằng họ sẽ nghe được có những câu nó đột phá ngay cái tâm những người đó đó bất tử đó không có giỡn đâu giống như những đức mà chia sẻ Phật pháp của những người mới nghe giống như giỏi lắm nếu mà không kiên nhẫn một hai tập đầu là bỏ cuộc nhưng nghe từ từ rồi mới thấm Vì sao? Vì nó có đạo lý nằm bên trong Thấm rồi mới hiểu được Phật Pháp tuyệt vời quá Phải nhớ Có rất nhiều người nói những đức như vậy mà Nên từ nơi đó Tất cả những người chúng ta gặp Phật pháp, pháp quý lắm Mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc quý lắm Nên phải chăng quý Cái duyên này Phải chăng quý cái duyên này Phải nhớ niệm Phật là phương pháp an tâm hữu hiệu nhất Tâm an thì cảnh an nếu như tâm mình bất an là cảnh vật trước mắt mình hoàn toàn bất an Phải rèn luyện mình không buồn giận người khác để trong tâm Có người nhất định có buồn có giận Nhưng mà nhờ niệm Phật nên cái việc này rất mau quên Vì sao? Vì để nó trong tâm mình nặng nề Thì mình sẽ khổ đau cùng cực Nên chúng ta phải buông nó xuống Phải chăn quý cái nhân duyên mà chúng ta được niệm Phật phải nhớ nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng thân tâm thường an lạc Phát bồ đề tâm tinh tấn niệm Phật khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị và dạ, ai với đạo Phật nguyện đem công đức này hồn về không tất cả Đệ tử và chung sanh Đồng sanh về tình độ.